cách mua hợp đồng Unity Split. Bước tiếp theo sau khi mua giấy phép Unity Split là mua hợp đồng Unity Split. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách mua hợp đồng Unity Split bằng Antima. Hãy đăng nhập vào trang web DeFiU. Theo mặc định, dashboard Unity Split sẽ mở. Bạn có thể chuyển đổi giữa các dashboard bằng cách nhấp vào các nút tương ứng ở góc bên phải dưới liên kết giới thiệu. Sau khi cuộn trang xuống phía dưới, bạn sẽ thấy danh sách các sản phẩm có sẵn để mua. Để mua hợp đồng Split, hãy chuyển đến tab Unity Split Contract. Chọn hợp đồng phù hợp với bạn và nhấp vào nút Purchase, Mua. Một cửa sổ sẽ mở ra yêu cầu bạn chọn phương thức thanh toán. Chọn Antima, đồng ý với các điều khoản bằng cách tích vào hộp và nhấp vào nút Purchase, Mua. Cửa sổ mở ra sẽ cho biết số tiền bằng Antima và địa chỉ ví mà bạn muốn chuyển số tiền đã chỉ định. Địa chỉ này cũng sẽ có sẵn dưới dạng mã QR để gửi giao dịch từ ứng dụng di động. Để thanh toán, hãy gửi số tiền cần thiết đến ví được chỉ định. Vui lòng gửi chính xác số tiền bạn nhìn thấy trên màn hình. Chờ thông báo thanh toán. Xong. Bạn đã mua hợp đồng Split. Sau khi mua hợp đồng, bạn sẽ thấy các giá trị trong Widget Split License USA trong dashboard của bạn đã thay đổi. Hợp đồng đã mua cũng sẽ hiển thị trong mục My Contract. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ. Chúng tôi hân hạnh được giúp đỡ bạn. Chúc bạn làm việc thành công.